chào mọi người, mình là Thu Hằng. Hôm nay mình muốn review đến mọi người một sản phẩm vô cùng hữu ích cho các quán cà phê và quán trà sữa. Đó chính là máy dập nắp cốc tự động Yuba. Về ưu điểm của nó ấy, thì điểm đầu tiên mà mình rất thích đó chính là so với các dòng máy cũ, máy dập tay trước đây ấy, thì cái giao diện của nó hầu như là giao diện toàn tiếng Trung, rất là khó sử dụng. Nhưng mà giao diện của máy dập nắp cốc tự động Yuba thì giao diện 100% là tiếng Việt, vô cùng dễ sử dụng mọi người ạ. Đặc biệt hơn đó chính là máy dập nắp cốc tự động Yuba sử dụng 100% công nghệ và linh kiện đến từ Đài Loan. Với thiết kế thông minh và thân thiện với người dùng, máy dập nắp cốc tự động Yuba là một sản phẩm vô cùng hoàn hảo với các quán cà phê cũng như là quán trà sữa. Vì vậy, để tìm hiểu thêm về sản phẩm máy dập nắp cốc tự động Yuba, mọi người hãy truy cập vào website của AutoShop để cùng tìm hiểu và sử dụng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.